Hiện nay bên đảng Dân Chủ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang có rất là nhiều những cái chương trình để mà giúp đỡ những cái người dân của Mỹ. Thì cái chương trình đầu tiên đó là về chương trình SNAP, còn gọi là food stamp. Thì nếu như mà trước cái dịch bệnh COVID-19 đó, thì nếu mà các anh chị, các cô chú mà mình đủ điều kiện để mà lãnh cái chương trình SNAP hoặc là food stamp đó, thì chia ra mỗi một tháng mình sẽ lãnh được một cái số tiền là cỡ khoảng 121 đồng mỗi một tháng. Khi mà cái dịch bệnh xảy ra đó, thì nó có những cái gói hỗ trợ, có những cái similar package gửi ra, thì cái tiền này của mình được tăng lên. Nhưng mà khi mà bây giờ, khi mà dịch bệnh nó cũng đã qua đi rồi, thì cái tiền food stamp, tiền SNAP này nó sẽ quay trở về với cái con số là 121 đồng mỗi một tháng. Nhưng mà bên chính quyền của Tổng thống Joe Biden thì đưa ra cái lý do là hiện nay á, giá cả thực phẩm nó cũng đang leo thang và vấn đề lạm phát, nên là người ta muốn bắt đầu từ tháng 10 này, cái số tiền mà chương trình SNAP thay vì 121 đồng nó sẽ tăng lên là 157 đồng để giúp đỡ những cái người dân Mỹ đang lãnh cái chương trình này có đủ tiền để mà mua những cái thực phẩm hàng ngày để mà duy trì cuộc sống. Cái chương trình thứ hai mà bên phía Tổng thống Joe Biden đưa ra là một cái chương trình rất là nổi tiếng, và nếu mà những anh chị, những cô chú nào có những cái người con từ 16 tuổi á, thì trở xuống đó thì sẽ biết cái chương trình này rất là nhiều. Đó là cái chương trình mà Child Tax Credit cho 250 hoặc là 300 đồng mỗi một tháng. Lưu ý em An cái vấn đề này, An được rất là nhiều người hỏi á, là con anh chị năm nay 17 tuổi có nhận được không? Tại sao An nói không nhận được, nhưng mà trên cái hồ sơ thuế thì ví dụ con chị sinh tháng 8, tháng 9, tháng 11, tháng 12 nó mới đủ 17 tuổi thì nó có nhận được một phần trước khi nó 17 tuổi hay không? Hay là tại sao An nói không nhận được mà người ta vẫn trả cái số tiền này ra? Thì các anh chị, các cô chú có rất là nhiều thắc mắc về cái số tiền này. Đúng theo cái guideline mà sở thuế người ta đưa ra đó, thì người ta kêu là tính tới tháng 7, tính tới tháng 12 ngày 31 tây của năm 2021, nếu như mà con của mình á dưới 17 tuổi thì sẽ đủ điều kiện nhận được cái chương trình này, và nếu như mà mình từ 17 tuổi trở lên mình sẽ không có nhận được cái chương trình này nữa. Ví dụ như con anh chị mà có sinh tháng 7, tháng 8, tháng 9, thậm chí là con anh chị sinh tháng 12 đi, thì nó không có tính theo tháng mà nó chỉ tính là tới tháng 12 ngày 31 tây của năm 2021. Nếu mà con của mình đã đụng vô cái mức 17 tuổi rồi thì mình sẽ không có được nhận cái số tiền là 250 hoặc là 300 đồng cho mỗi một tháng. Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú đã nhận được rồi đó, thì cái này là khuyên chân thành luôn, mình nên để cái số tiền này riêng ra, tại vì cái này nó gọi là advance payment thôi, tức là nó sẽ trả cho mình trước trong những cái tháng này. Nhưng mà khi mà mình đi khai thuế đó thì người ta sẽ tính toán lại với mình. Nếu như mà con của mình hay là nếu như mà income của các bạn không đủ điều kiện đó, thì cái trên hồ sơ thuế nó sẽ lấy lại cái tiền này của các bạn, các anh chị, các cô chú đó. Thì nếu mà mình cảm thấy là income năm nay của mình, của gia đình mình có thể tăng hơn nhiều so với năm ngoái, tức là một người single là trên 75.000, một cặp vợ chồng trên 150, và một người là single mom, single dad á, làm trên 112.500, thì mình nên để riêng cái số tiền này ra, để nếu như mà mình phải trả lại thì mình có sẵn cái số tiền để mà mình trả lại, và mình không có bị bất ngờ khi mà đi khai thuế mình bị đòi lại cái số tiền này. Ngoài ra nữa đó, khi mà nhận cái số tiền này, các bạn, các anh chị, các cô chú có thể xài bất cứ cái gì mà mình muốn. Nó không có quy định là phải dùng để mua đồ ăn, hay là nó không có quy định là dùng để trả tiền nhà hay như thế nào hết. Mình muốn cái gì thì mình có thể xài. Ví dụ như là mình có thể mua đồ ăn nè. Trong những cái survey người ta đưa ra đó, thì những cái gia đình mà được hỏi đó, thì người ta kêu là người ta dùng cái số tiền 250 hoặc là 300 đồng này, thứ nhất là để cho grocery, tức là mua đồ ăn nè. Còn tiếp theo nữa là mua những cái dụng cụ để đi học cho con em. Cái thứ ba là để trả tiền nhà. Cái thứ tư là để saving. Cái thứ năm là trả những cái nợ mà ba mẹ còn thiếu. Và cái cuối cùng là có những người dùng cái này để đi travel. Hoặc là cái thứ tám là người ta dùng những cái này để mở những cái quỹ tiết kiệm, mua những cái life insurance cho con của mình để tiết kiệm tiền khi mà con em mình đi học đại học đó, thì có một số tiền. Hoặc là mua những cái chương trình
những cái chương trình mà để dành để con mình đi học, hoặc là mở những cái quỹ Roth IRA cho bản thân của mình, hoặc là mua stock cho con mình để đầu tư sau này nó có một cái số tiền đó. Thì em muốn lưu ý mọi người là cái số tiền này nó không có quy định là mình phải xài gì hết. Bên cạnh đó, hiện nay á, chính quyền của Tổng thống Joe Biden, các bạn cũng biết là theo đảng Dân Chủ thì đảng Dân Chủ thiên hướng về là về giống như kiểu là giúp đỡ những cái người nghèo, những cái người khó khăn, nên là có nhiều cái chương trình nó được đưa ra để giúp đỡ mọi người. Nhưng mà bên cạnh đó đó, bên phía Tổng thống Joe Biden hiện nay cũng gặp rất là nhiều những cái sự phản đối. Thứ nhất là đến từ người dân khi mà Tổng thống Joe Biden giải quyết trong cái vụ án Pakistan, và bên cạnh đó là sự phản đối của những cái nhà lập pháp đến từ bên đảng Cộng Hòa. Có rất là nhiều những cái nhà lập pháp đến từ bên đảng Cộng Hòa, người ta muốn Tổng thống Joe Biden phải từ chức, hoặc là muốn impeach, tức là luận tội Tổng thống Joe Biden theo cái tu chính án 25. Thì theo như cái tu chính án 25 á, là nếu như mà một cái người tổng thống mà không phù hợp với cái vị trí của mình thì người ta có quyền, người ta impeach, tức là người ta luận tội để mà buộc cái người này phải từ chức. Nhưng mà ông Mitch McConnell, tức là người đứng đầu bên đảng Cộng Hòa của Thượng viện đó, thì ông này có một cái chia sẻ là khi mà được hỏi á, thì ông này ông cũng nói là mặc dù những cái nhà lập pháp bên đảng Cộng Hòa người ta muốn luận tội, người ta muốn Tổng thống Joe Biden từ chức, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì điều đó rất là khó để mà xảy ra. Thứ nhất á, là tại vì Hạ viện là cũng của đảng Dân Chủ, rồi Thượng viện cũng của đảng Dân Chủ, và Tổng thống thì cũng của đảng Dân Chủ, nên đó là đảng Cộng Hòa người ta có muốn impeach hay là người ta có muốn cái người Tổng thống ông Joe Biden từ chức thì cũng sẽ rất là khó khăn. Ông Mitch McConnell cũng khuyên những cái nhà lập pháp đến từ bên đảng Cộng Hòa, thay vì là có những cái chiến dịch để mà luận tội hay là buộc Tổng thống Joe Biden phải từ chức đó, thì thay vào đó nên tập trung cho cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong cái năm 2022 sắp tới, để lấy lại được những cái ghế của mình ở dưới Hạ viện và ở trên Thượng viện, để có nhiều tiếng nói hơn so với lại cái thời điểm hiện nay. Tại vì cái thời điểm hiện nay á, đảng Cộng Hòa lép vế hơn rất là nhiều so với đảng Dân Chủ. Có những cái dự luật mà người ta không cần thông qua đảng Dân Chủ, người ta không cần thông qua đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ người ta vẫn có thể tự thông qua hết, nên là cái tiếng nói của bên đảng Cộng Hòa rất là yếu trong cái giai đoạn này. Tiếp theo sau nữa đó là em muốn chia sẻ với các bạn, các anh chị, các cô chú một cái thông tin, đó là việc á, mà trong cái năm học mới này, năm học của năm 2021 và năm 2022 đó, thì cái số lượng mà sinh viên đi vô các trường đại học giảm hơn 5% so với lại cái năm vừa rồi, tức là năm 2022. Thì có so với năm vừa rồi là năm 2020, có rất là nhiều lý do được đưa ra. Thứ nhất đó là những cái người sinh viên đó, người ta không có muốn quay lại trường học, người ta prefer là học online hơn. Và cái tiếp theo nữa đó là sau khi mà cái dịch bệnh xảy ra trong năm 2021 vừa rồi, năm 2020-21 này á, thì cái suy nghĩ của rất là nhiều người đã thay đổi. Có những người, người ta đã có những cái suy nghĩ là không cần nhất thiết mình phải đi học đại học 2 năm, 4 năm để mà mình đi ra mình có những cái công việc tốt. Đặc biệt những cái hãng giống như là Google nè, Amazon nè, Apple nè, hiện nay khi mà người ta tuyển những cái người nhân viên vô đó, người ta đã không còn bắt buộc là mình phải có cái bằng đại học nữa. Có rất là nhiều các bạn trẻ đó, khi mà các bạn mới học xong lớp 12, các bạn lấy những cái certificate, các bạn lấy những cái course online, training course online, các bạn lấy ra những cái certificate và các bạn vẫn có thể đi làm giống như Apple, vẫn đi làm Google. Bạn có đọc một cái bài báo đó, là có một cái bạn này đang đi học đại học nhưng mà drop out, tức là nghỉ học giữa chừng, và thay vì đi học tiếp để mà phải mỗi năm phải có trả những cái nợ student loan, thì bạn này quyết định đó là take một cái lớp, một cái course về coding online. Và sau khi mà lấy cái certification đó xong rồi, bạn này vẫn đi ra và vẫn kiếm được việc, và cái mức lương của cái bạn này và cái title của cái job là vẫn là computer engineering, mà cái chi phí để mà trả cho cái học này thì rẻ hơn rất là nhiều so với lại những bạn, những anh chị, những cô chú đi học chính quy.
Bây giờ đó, người ta không quá quan trọng bằng cấp, bằng cái việc là mình đi làm ra trường, mình có làm được việc hay không. Nếu mà các bạn, các anh chị, các cô chú có bằng 4 năm mà mình đi ra trường, mình không làm được cái job mà mình có cái bằng, trong khi đó cái người ta chỉ có những cái certificate thôi, mà người ta lại được làm những cái job mà người ta phù hợp, hoặc là người ta giỏi trong cái job của người ta đó, thì người ta vẫn kiếm được rất là nhiều tiền. An nói ở đây không có nghĩa là An khuyến khích các bạn là không đi học. Với bản thân của An á, An cũng đi học và ra trường để mà đi làm ở cái thời điểm hiện tại, nên là An không dám khuyên các bạn là ồ, đi học là không tốt hay là đi học là tốt. Mỗi một người thì sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà nó rất là không có công bằng nếu mà nói là mình không đi học là mình sẽ không thành công, hay là cũng sẽ không có công bằng là đi học là không thành công. Thì mỗi một người nó sẽ có cái suy nghĩ khác nhau và mình sẽ có những cái lựa chọn khác nhau. An thấy được rất là nhiều người học college ra một cái khác nhưng mà cuối cùng đi làm cái khác, hoặc là có rất là nhiều người, người ta mặc dù người ta không đi học college, người ta lấy những cái certification, người ta lấy những cái lớp training online, hay là người ta lấy những cái lớp mà training riêng về cái ngành của người ta, sau này người ta ra người ta đi làm vẫn rất là thành công, và nhiều khi cái mức lương người ta được còn nhiều hơn cái ngành nghề mà mình phải học 4 năm ra trường nữa. Thì đây cũng nêu là một cái lời khuyên dành cho những cái bạn trẻ hơn An. Nếu mà các bạn coi cái video này á, thì An hy vọng là các bạn có được những cái định hướng cho bản thân của mình. Không nhất thiết là mình phải đi học để mà mình có được cái sự thành công, hay là mình phải gánh một cái nợ nếu mà gia đình mình không đủ điều kiện, mà mình sau này mình đi làm ra trường chưa chắc là mình đã kiếm được những cái công việc mà lương cao để mà trả lại cái khoản nợ đó. Và nếu như mà các bạn cảm thấy là cái ngành của các bạn đi, có những cái ngành bắt buộc là phải học đại học mới ra trường được, ví dụ như các bạn học luật nè, ví dụ như các bạn học bác sĩ, học y tá, thì đó là những cái ngành mà mình phải đi học đại học để mà mình đi ra trường đi làm được. Nhưng mà ví dụ như các bạn học accounting có thể lấy bằng certification để mà có thể làm được, hay là các bạn giống như An nói, lấy cái lớp mà training về coding vẫn có thể đi ra làm computer engineering được. Đó là tất cả những cái mà An muốn chia sẻ, cập nhật với các bạn, các anh chị, các cô chú trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà thấy thích á, cho An một like, share, subscribe kênh channel của An nha. Phần comment ở dưới sẽ có 3 cái link Webo, Robinhood, M1 Finance. Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình lãnh được những cái tiền trial tax credit, mình không biết làm gì, hay là mình chỉ để trong nhà bank để mà tiết kiệm cho con mình, hay vào đó mình nên tìm kiếm những cái stock tốt mình mua để mà đầu tư lâu dài, thì sau này 18 năm sau khi mà con mình nó trưởng thành đó, nó cũng sẽ có một cái số vốn để mà nó, thứ nhất nó muốn đi học thì nó đi học, thứ hai á là nó có thể start up một cái company, hay là có một cái số tiền để mà nó có thể buôn bán kinh doanh đó. Thì có câu hỏi thắc mắc gì thì cứ comment cho em biết nha. Bye bye.